Vâng ạ, xin kính chào quý vị. Tôi là bác sĩ Bùi Xuân Dương. Đây là chương trình của tổ hợp Orange County Adventist Medical Group số 35 đến với quý vị vào mỗi tối thứ năm. Kính thưa quý vị, chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Lê Hồng Sơn là chairman của tổ hợp. Xin chào bác sĩ Sơn. Tôi là bác sĩ Lê Hồng Sơn. Xin hân hạnh kính chào quý vị. Chào bác sĩ Thái, bác sĩ Dương. Và bác sĩ Thái bên cạnh, bác sĩ Thái là y sĩ trưởng của tổ hợp Orange County Adventist. Vâng, tôi là bác sĩ Nguyễn Quốc Thái. Xin kính chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết là tổ hợp Orange County Adventist Medical Group là tổ hợp mà chúng tôi đã có từ nhiều năm qua tại Orange County phục vụ cho những bệnh nhân có Medicare. Kính thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi muốn dẫn đầu thì có một cái câu hỏi của bệnh nhân đặt ra, và cái câu hỏi là chúng tôi muốn trả lời ngay là họ nói là tại sao chúng tôi đang có Medi được đi tự do mà phải vào những cái tổ hợp. Thì khi mà ông ta vào tổ hợp rồi khoảng chừng hơn một năm sau, ông mới nói là bây giờ tôi mới hiểu là quý vị tại sao trong tổ hợp nó có những cái lợi điểm mà chúng tôi hoàn toàn không biết. Kính thưa quý vị, những cái lợi điểm đó không phải như là bác sĩ Sơn thường nói là đi tập thể dục có thêm thuốc này, có thêm thuốc kia, Viagra vân vân và vân vân. Nhưng mà quý vị sẽ nhận được, các bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa của quý vị sẽ nhận được mấy cái sấp giấy tờ như thế này còn dày hơn cái này nữa, tóm tắt lại tất cả những cái bệnh tật của bệnh nhân, và tất cả họ gọi điện thoại cho bệnh nhân, họ nói chuyện với bệnh nhân, họ gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, họ gọi cho bác sĩ chuyên khoa để xem thử coi là bệnh nhân đó có được chăm sóc kỹ lưỡng hay không. Đó là cái lý do mà tại sao mà khi mà vào những cái tổ hợp, nhất là những cái tổ hợp tốt như Orange County Advantage, thì quý vị sẽ có một cái hồ sơ lý lịch rất là chu đáo. Nhiều khi chúng tôi nhìn và chúng tôi nghĩ là tiếc quá đi, họ đã chi cả ngàn đô la để lo cho một bệnh nhân về cái vấn đề mà xem thử coi cái bệnh nhân đó có được khám tốt hay không. Nhưng mà cái số tiền họ chi ra có rất là lợi, là sau TV họ làm như vậy, họ khám phá ra rất nhiều cái điều mà bệnh nhân hoặc bác sĩ quên không làm cái đó, họ bắt học bệnh nhân ổn đời thêm, vân vân và vân vân. Thật ra vì vậy đó là cái lợi điểm của cái bệnh nhân Medicare trong cái tổ hợp y tế của Orange County Adventist Medical Group. Bên gần đây nữa, bác sĩ Sơn sẽ tuyên bố với quý vị là một cái tin vì cái vấn đề cháy nhà cháy cửa Orange County mà Medicare đã quyết định cho một cái thông tin gửi đến quý vị trong có Medicare tại Orange County. Kính thưa quý vị, như quý vị biết là nếu mà quý vị chỉ có Medicare Part A, Part B chứ không có Medicare đó, chúng ta gọi là Straight Medicare, thì mỗi một năm có một thời điểm nhất định để quý vị chọn lựa cách sử dụng Medicare của mình trong năm sau. Năm nay là đúng ra là từ 15 tới tháng 10 tới 7 tới tháng 12 là chấm dứt, tức là đã chấm dứt. Tuy nhiên Orange County, tại vì có những cái thiên tai hỏa hoạn trong những tháng vừa qua, do đó nước Mỹ đã extend cái thời điểm để quý vị tiếp tục chọn lựa cách sử dụng Medicare của mình trong năm tới, tức là được extension 2 tuần lễ nữa cho tới cuối tháng 12. Riêng với những người ở Orange County, không phải là ở Los Angeles County. Do đó là mặc dù 7 giây tháng 12 đã qua, nhưng mà quý vị vẫn còn có thể liên hệ với tổ hợp Orange County Advantage Medical Group để chọn lựa cách sử dụng Medicare của mình một cách hoàn hảo hơn trong năm 2018. Như vậy bác sĩ Lê Hồng Sơn, nếu mà một bệnh nhân có Medicare không mà thôi, mà đang chọn một cái tổ hợp nào khác, thông thường là sau ngày 7 tới tháng 12 là không được đổi tổ hợp nữa. Bây giờ họ muốn đổi coi Orange County Advantage có được không ạ? Nếu mà họ ở Orange County. Theo cái thông cáo của Medicare thì cái thời gian để phát extension là tới cuối tháng 12. Thì do đó, mặc dù quý vị đã lựa chọn một cái tổ hợp nào đó, quý vị vẫn có thể trong cái thời điểm này thì vẫn có thể thay đổi ý kiến của mình. Nó sẽ bắt đầu hiệu lực tháng 1 tới tháng Giêng năm 2018. Như quý vị biết là tổ hợp Orange County Adventist Medical Group, thì giờ đây câu hỏi đối với bác sĩ Thái, tổ hợp Orange County Adventist Medical Group đã cộng tác với những chương trình Medicare nào có chúng ta gọi là Medicare Advantage để và sẽ giới thiệu cho cộng đồng. Trời ơi, bác sĩ Sơn gọi tôi nhiều tổ hợp gia hợp nhiều quá, nhiều khi chúng tôi chữa bệnh mà không chú ý. Nhưng mà chúng tôi có ở trong tổ hợp Orange County Adventist Medical Group, những cái chương trình y tế. Chương trình y tế. Y tế thì Easy Choice, Care First,
Brand New Day, thêm cái là Central Health, Central Health, và cái nhất. Mới nhất là cái United Health Plan, Healthcare, vâng. Yeah. Và có luôn cả OneCare Connect. Vâng. Okay. Vâng, kính thưa quý vị, bác sĩ Thái vừa mới pass cái test. Đây, nhân dịp đây thì chúng tôi xin nhắc lại là tổ hợp là Orange County Adventist Medical Group. Thật ra khi mà nếu bác sĩ mà hỏi quý vị thuộc tổ hợp nào thì quý vị nói tôi tổ hợp OCA. Còn tổ hợp OCA là chữ A thì tượng trưng cho chữ Adventist. Adventist là một cái lợi điểm. Còn OCA như bác sĩ Thái và bác sĩ Sơn nói là ký contract với nhất rất nhiều các hãng bảo hiểm khác nhau. Thành ra mỗi một hãng bảo hiểm có một cái lợi, có một cái quyền lợi, số quyền lợi khác nhau gửi đến quý vị. Thành ra nhiệm vụ của các bác sĩ trong tổ Orange County Adventist là mỗi một năm xem cái hãng bảo hiểm nào nó tốt nhất thì chúng tôi khuyên là bệnh nhân trình bày với bệnh nhân về cái hãng bảo hiểm đó. Thế nhưng mà những cái quyền lợi mà của Orange County Adventist Medical Group là vẫn tiếp tục như vậy, chẳng hạn như quyền lợi mà được quyền đi khám bác sĩ chuyên khoa tự do, cái đó là quyền lợi của tổ hợp Orange County Adventist chứ không phải quyền lợi của các cái hãng bảo hiểm. Thật ra nếu mà quý vị nào thuộc một cái hãng bảo hiểm nào đó mà không thuộc trong Orange County Adventist Medical Group, nhiều khi mình gọi điện thoại lấy hẹn bác sĩ chuyên khoa họ không nhận, tại vì họ bắt buộc phải có cái giấy giới thiệu, thì là họ mới thắc mắc. Thật ra vì thế chúng tôi phải nhắc nhở một lần nữa là cái quyền lợi mà quý vị được đi khám bác sĩ chuyên khoa tự do, đi thử máu tự do vân vân, là cái quyền lợi đó là của tổ hợp Orange County Adventist gửi đến quý vị chứ không phải là của các hãng bảo hiểm khác nhau. Thưa bác sĩ Sơn. Bác sĩ Dương nói là rất đúng, cái chủ trương của tổ hợp Orange County Adventist Medical Group là làm cho thế nào để sự phân biệt giữa người bệnh nhân Medicare, chúng ta gọi là fee for service, ví như người bệnh nhân Medicare nằm trong tổ hợp Orange County Adventist Medical Group không có sự phân khác biệt. Do đó vấn đề mà đi khám bác sĩ chuyên khoa rất là dễ dàng, có thể quý vị có thể nhận được cái giấy approve trong vòng cùng ngày và có thể gọi bác sĩ chuyên khoa để làm hẹn. Tuy nhiên bây giờ chúng ta còn vài phút nữa thì để xin đặt câu hỏi cho bác sĩ Thái với bác sĩ Dương. Thứ nhất là bác sĩ Dương, khi về kinh nghiệm của bác sĩ Dương trong những năm vừa qua thì bác sĩ Dương có thể kể lại ba cái lý do chính mà người bệnh nhân Medi chọn vào tổ hợp Orange County Adventist Medical Group vì những quyền lợi mà ngoài cái quyền lợi căn bản của Medicare là cung cấp. Vâng, kính thưa quý vị, thì thực sự mà nói đó, những bệnh nhân nào có Medicare và Medi-Cal, là bác sĩ Sơn nói là Medi, họ được quyền chọn lựa bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa của họ một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà vào tổ hợp đó thì họ có rất nhiều cái quyền lợi mà nhiều khi ở trong, nếu mà họ không đi vào. Chẳng hạn thứ nhất là nếu mà họ, quý vị có Medicare mà quý vị ra khỏi cái tiểu bang, ra khỏi nước Mỹ là coi như quý vị không có một cái bảo hiểm nào cả. Thật ra khi mà vào những cái tổ hợp y tế như là Orange County Advantage Medical Group, chúng tôi có ký contract với nhiều hãng bảo hiểm khác nhau, thế quyền lợi đó là một trong những quyền lợi là họ tiếp tục họ cung cấp cho quý vị những cái dịch vụ y tế khẩn cấp, chẳng trong trường hợp nếu quý vị đang du lịch về Việt Nam mà bị nằm nhà thương thì họ sẽ hoàn trả lại một số cái số tiền mà quý vị phải nằm nhà thương ở Việt Nam hay là ở đâu đó. Một cái khác nữa là cái vấn đề đi tập thể dục, rồi cái khác nữa là cái thứ mà có nhiều cái dụng cụ y khoa, nhiều cái vấn đề y tế khác nhau, nhiều cái thuốc khác nhau mà quý vị không được hưởng nếu mà quý vị không có trong tổ hợp bác sĩ Sơn. Bác sĩ Dương đã pass được cái test, bây giờ tới phiên bác sĩ Thái. Bác sĩ Thái cho thêm ba cái lý do mà bệnh nhân của bác sĩ Thái chọn tổ hợp Orange County Adventist Medical Group. Vâng, cái điều này thì tôi đã sửa sẵn câu trả lời sẵn sàng. Kính thưa quý vị, một cái điều tôi thấy rất quan trọng đó là tổ hợp đã cho phép quý vị vào đi tham gia vào những cái chương trình tập thể thao mà miễn phí. Tôi thấy cái đó là một cái điều mà cái lựa chọn rất quan trọng. Tôi thấy rất nhiều người bệnh nhân của tôi khi hồi xưa còn làm việc thì lu bu làm việc, không có thời giờ tập thể thao. Bây giờ hầu như người nào cũng vậy. Đi về thể thao, tôi khuyến khích gia nhập những cái chương trình gọi là fitness như vậy. Và họ còn tập thể thao nhiều hơn tôi. Tối thiểu 2 tiếng mỗi ngày, nhiều người 3 tiếng mỗi ngày. Đi tập đôi khi 7 ngày một tuần. Và trong ngày họ hoạt động cả ngày. Tôi nghĩ thể thao là một cái điều rất tốt cho sức khỏe của quý vị. Dinh dưỡng cũng là một cái vấn đề rất quan trọng. Tổ hợp cho quý vị một cái ngân quỹ tùy theo cái gọi là tổ hợp từ có thể từ 1.500 tới $3.000 để quý vị chữa răng. Răng tốt mới ăn được, răng xấu không ăn được, sức khỏe của quý vị sẽ suy giảm. Còn điều nữa mà hình như gần hết thời giờ bác sĩ Sơ có. Còn thêm được một giây second nữa. Bây giờ nói xong còn chuyện nữa.
hay là chúng ta trở lại sau phần phần thương mại. Hai cái điều tôi nói là quan trọng quá rồi. Thì bác sĩ thấy còn thêm một điều quan trọng nữa. Vâng, thì quý vị đừng rời máy, chúng ta sẽ quay lại sau phần thông tin thương mại.